Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với An Giang, một tỉnh thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long. Và cùng chúng tôi tìm hiểu về ngành cơ điện tử. Xin chào các bạn, tôi là Bích Ngọc, MC của chương trình Chọn nghề thời 4.0. Cơ điện tử là một chuyên ngành mới được hình thành trong thời gian gần đây. Các hệ thống công nghệ trước đây chủ yếu hoạt động trên các kết cấu cơ khí thuần túy, kết hợp cùng với các mạch điện tử điều khiển đơn giản. Các hệ thống này vận hành để đáp ứng một số thao tác cơ bản. Sự phát triển mạnh mẽ của công nghiệp sản xuất đòi hỏi có một công nghệ cao uyển chuyển, linh hoạt, thông minh hơn các công nghệ trước đây. Chính vì vậy mà cơ điện tử ra đời. Cơ điện tử về cơ bản là sự kết hợp phức hợp của các ngành cơ khí, điện tử và tin học. Sáng tạo, tự tin, năng động, thực tiễn, đó là hệ thống giá trị cơ bản của trường cao đẳng nghề An Giang. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về ngôi trường này ngày hôm nay. Trường cao đẳng nghề An Giang là cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo đa ngành, đa nghề, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước và xu thế toàn cầu hóa của thế giới. Tầm nhìn của nhà trường là đầu tư nâng cao năng lực, chất lượng để trở thành cơ sở đào tạo, giữ vai trò đầu tàu trong hệ thống cơ sở giáo dục nghề nghiệp của tỉnh. Xây dựng trường cao đẳng nghề An Giang có một môi trường thân thiện, đủ năng lực cạnh tranh và hội nhập, đáp ứng sự mong đợi của các bên liên quan bằng việc cung cấp các chương trình và dịch vụ tốt nhất. Đến năm 2025, trở thành cơ sở giáo dục nghề nghiệp chất lượng cao theo hướng tiên tiến hiện đại, với đội ngũ giáo viên đã được chuẩn hóa nghiệp vụ sư phạm, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức khoa học kỹ thuật và công nghệ tiên tiến. Cơ sở vật chất, thiết bị hiện đại, máy móc ngày càng được bổ sung, hoàn thiện, đáp ứng nhu cầu dạy và học. Trong những năm qua, trường đã nhận được 2 bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang và đã được công nhận là trường học văn hóa. Tức là cái các cái bò nè. Em chào thầy. Chào bạn. Thưa quý vị, Bích Ngọc đang có mặt tại một lớp chuyên ngành cơ điện tử tại trường cao đẳng nghề An Giang. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng trò chuyện với thầy Nguyễn Đức Tài, giảng viên bộ môn cơ điện tử trường cao đẳng nghề An Giang. Chào thầy. Thầy có thể cho em biết là bộ môn cơ điện tử ở trường mình thì được đào tạo như thế nào không ạ? Bộ môn cơ điện tử thì được đào tạo ở các cái chương trình về cơ khí, điện điện tử, công nghệ thông tin và tự động hóa. Chương trình đào tạo cơ điện tử của cao đẳng nghề An Giang cũng được đào tạo theo chương trình của Đức. Chương trình đào tạo của Đức mới hơn ở chỗ là chúng thứ nhất là các cái môn, là các môn tổng hợp được sắp xếp một cách bài bản. Tức là các em phải học các cái trình tự, theo các trình tự mà của Đức đào tạo, một cái thợ tay nghề của bên Đức. Bên cạnh đó là chương trình đào tạo mới thì được đào tạo theo tiêu chuẩn đào tạo kép. Tức là các em sẽ được đào tạo ở doanh nghiệp, từng mô đun chẳng hạn như một mô đun vậy thì các em sẽ có thời gian xuống doanh nghiệp để học những cái kiến thức của cái mô đun đó ở doanh nghiệp. Thì như vậy khi mà các em ra trường á, thì các em có thể tiếp cận ngay công việc của công ty đó. Bên cạnh đó thì bên doanh nghiệp cũng sẽ có thể là tuyển dụng ngay các em trên cái nhà trường. Bên cạnh đó chương trình mới này thì chúng tôi sau khi mà các em học 2,5 năm á, thì các em sẽ học thêm 6 tháng để chúng ta được cấp cái chứng chỉ AB1, AB2 của theo chuẩn của Cộng hòa Liên bang Đức. Và chứng chỉ này có cái giá trị ở châu Âu, nên chính vì vậy các em có thể dễ dàng xin việc những công ty nước ngoài. Như Ngọc đã thấy thì đây chỉ là một lớp điện tử cơ bản cho dành cho các bạn mới học vào ngành cơ điện tử. Thì để tìm hiểu thêm ngành cơ điện tử chúng tôi đào tạo về những cái chương trình như thế nào thì Ngọc có thể tham quan các lớp học về thủy lực, khí nén hoặc là lập trình BOC. Bên cạnh đó thì nhà trường cũng có một cái lớp học chuyên về robot để cho các bạn tiếp cận công nghệ robot trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Dạ vâng, cảm ơn thầy ạ. Bây giờ lớp của chúng ta sẽ tiến hành thực hành ha, thực hành cái môn này. Bây giờ thầy sẽ mời bạn nữ thực hành là vận hành con robot này. Load. Chọn cái chương trình mình muốn. Open. Rồi bấm play. Chào bạn, bạn có thể cho biết là vì sao bạn lại chọn học chuyên ngành cơ điện tử khi mình là con gái? Dạ, em nghĩ thời đại 4.0 rồi thì cũng không việc phân biệt nam hay nữ nữa. Vì học là tùy thuộc vào đam mê của mỗi người. Và em bị kích thích bởi những dụng cụ gia công cơ khí ở nhà của bố em làm.
và em nghĩ cũng hiện đại rồi thì mọi thứ đều cũng phải tự động hóa lên. Và em có tìm hiểu đến chuyên ngành cơ điện tử này và biết trường Cao đẳng nghề An Giang có đào tạo và em quyết định tham gia học. Cảm ơn bạn, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thực hành điều khiển robot nhé. Hiểu về cơ khí, điện tử, tinh học và các công nghệ hiện đại, người kỹ sư cơ điện tử sẽ có những cơ hội việc làm như thế nào? Câu trả lời sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình. Người kỹ sư cơ điện tử phải nắm bắt được các thành phần thuộc các lĩnh vực khác như cơ khí, điện tử, công nghệ thông tin, công nghệ cao. Và quan trọng hơn là biết cách phối hợp giữa các thành phần để thiết kế nên một hệ thống tương tác hoàn chỉnh. Và với những kiến thức và kỹ năng đó, người kỹ sư cơ điện tử có thể đảm nhận thiết kế xây dựng các sản phẩm cơ điện tử với các vị trí công việc liên quan như thiết kế cơ khí, thiết kế điện tử, thiết kế bộ điều khiển trung tâm, xây dựng chương trình hoạt động thông minh. Kỹ sư cơ điện tử có kỹ năng và kiến thức để thiết kế xây dựng quy trình, sản xuất, tạo ra các sản phẩm tự động thông minh, ví dụ như các robot thông minh, máy giặt thông minh, xe hơi thông minh. Kỹ sư cơ điện tử tham gia xây dựng các thuật toán sản xuất trong các nhà máy sản xuất. Các thuật toán này được chuyển thành các lệnh lập trình qua các ngôn ngữ sử dụng như PLC, vi điều khiển, xác định và lắp đặt các thiết bị kỹ thuật phù hợp trên hệ thống sản xuất tự động. Ngoài công việc chuyên môn như trên, người kỹ sư cơ điện tử còn có thể thích ứng vào công việc của các lĩnh vực cơ khí, điện tử, công nghệ thông tin, công nghệ cao. Cơ điện tử là một trong những cái ngành mà cũng tương đối là mới ở trường Cao đẳng nghề An Giang. Tuy nhiên thì cái ngành này đó là chúng tôi nhận được cái sự hỗ trợ rất là nhiều từ phía tổ chức GIZ của Đức về cái đầu tư cơ sở vật chất cũng như là đào tạo cái đội ngũ giảng viên trong cái quá trình đó là đào tạo. Do vậy mà phải nói rằng đó là về cái cơ sở vật chất cũng như là đội ngũ để mà đào tạo cái ngành này thì nó đáp ứng được cái yêu cầu của cái thị trường lao động. Đây là nhà máy sản xuất của công ty cổ phần dược phẩm Agimex Farm, công ty hoạt động trong lĩnh vực sản xuất dược phẩm. Với đặc thù của nhà máy, quá trình vận hành chủ yếu nhờ vào các trang thiết bị máy móc hiện đại. Vì vậy mà công ty cần số lượng nhân viên kỹ thuật đáp ứng yêu cầu công việc tốt, có kỹ năng và hiểu về nghề cơ điện tử. Hiện tại thì bên phía doanh nghiệp của công ty Agimex Farm đó, thì cũng đã tiếp nhận hơn 10 bạn sinh viên nghề cơ điện tử ở lại doanh nghiệp để mà làm việc tại đây. Thì để có được cái kết quả như ngày hôm nay thì ngay từ ban đầu thì công ty cũng đã gửi cái nhu cầu tuyển dụng lao động cho phía nhà trường để nhà trường có được cái hướng để mà tiếp nhận những cái em học sinh đầu vào. Thì tiếp đó thì công ty cũng cử cán bộ đào tạo tại doanh nghiệp tham gia vào cái hội đồng tư vấn nghề của trường, đặc biệt là nghề cơ điện tử. Không chỉ giúp đỡ các bạn sinh viên trong quá trình thực tập, làm quen với công việc thực tiễn, công ty cổ phần dược phẩm Agimex Farm còn là đơn vị hợp tác trực tiếp với nhà trường trong quá trình đánh giá năng lực của sinh viên ngành cơ điện tử và nhận nhiều các bạn sinh viên đã ra trường từ công ty làm việc. Thì sau khi tốt nghiệp ngành cơ điện tử của trường và bước vào môi trường mới là môi trường doanh nghiệp á, thì em cảm giác là không có bỡ ngỡ quá nhiều, tại vì trong quá trình học ở trường thì đã được tiếp xúc với rất nhiều máy móc và công nghệ hiện đại. Và bước vào môi trường doanh nghiệp thì hầu như đa số các môi trường doanh nghiệp hiện tại hiện nay á, thì nó đều là thuộc sản phẩm của ngành cơ điện tử hết, nên là giúp em rất dễ áp dụng cho vào môi trường doanh nghiệp của mình. Đồng thời đó thì đáp ứng đầy đủ nhu cầu của ban lãnh đạo công ty là của dành cho một nhân viên kỹ thuật là có thể nghiên cứu cải tiến những cái thiết bị của công ty để phù hợp hơn với tính chất của công việc. Hiện nay các trường mở rộng chuyên ngành đào tạo cơ điện tử ngày một nhiều, gần như các trường kỹ thuật đều có mở chuyên ngành cơ điện tử. Điều đó cho thấy chuyên ngành cơ điện tử đang là xu thế phát triển của xã hội. Bạn cũng có thể tìm hiểu về nghề này ngay từ hôm nay. Còn bây giờ, thời lượng của chương trình cũng đã hết. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.